Rất hân hạnh được chào đón quý bà con cùng quý khán thính giả và các bạn quay trở lại với kênh Giá Sầu Riêng Hôm Nay và ban biên tập chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Sầu riêng Việt Nam có lợi thế sản lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, đặc biệt khi vào vụ sầu riêng ở Tây Nguyên không bị cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan. Ngoài sản lượng lớn, một lợi thế của sầu riêng khi xuất khẩu sang Trung Quốc là thời gian vận chuyển nhanh. 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,25 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt 1 tỷ đô la Mỹ ngay trong quý đầu tiên của năm. Các mặt hàng chủ lực như dừa tươi, thanh long, bưởi, chuối, chanh dây, xoài, sầu riêng, trong đó sầu riêng vẫn là mặt hàng chiếm ưu thế. Cùng với việc ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn từ các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, rau quả Việt Nam đang có nhiều cơ hội tăng tốc xuất khẩu. Hiện Việt Nam và Trung Quốc đang hoàn tất các thủ tục về mở cửa thị trường cho trái dừa, sầu riêng đông lạnh. Trong khi có thêm các mặt hàng này được xuất chính ngạch sẽ giúp xuất khẩu có thể đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Theo Cục Bảo vệ thực vật, vào đầu năm 2023, diện tích sầu riêng ở các tỉnh Nam Bộ là 47.208 ha, đến đầu năm 2024 đã là 62.173 ha, tăng gần 15 ha. Các tỉnh Duyên Hải và Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có 57.107 ha sầu riêng, tăng hơn 19.200 ha chỉ sau một năm. Giá sầu riêng trong nước cập nhật tại vựa: sầu riêng ri sáu 65.000 đến 136.000 đồng một ký, sầu riêng Thái 95.000 đến 210.000 đồng một ký, sầu riêng Musakin từ 160.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa miền Tây: sầu riêng ri sáu đẹp 133.000 đến 136.000 đồng một ký, sầu riêng ri sáu xô 120.000 đến 125.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 210.000 đến 212.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Xô 185.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa miền Đông: sầu riêng ri sáu đẹp 130.000 đến 135.000 đồng một ký, sầu riêng ri sáu xô 115.000 đến 120.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 208.000 đến 210.000 đồng một ký, và sầu riêng Thái Xô có mức giá là 185.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa Tây Nguyên: sầu riêng ri sáu đẹp 130.000 đến 135.000 đồng một ký, sầu riêng ri sáu xô 115.000 đến 120.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 208.000 đến 210.000 đồng một ký, và sầu riêng Thái Xô 185.000 đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc: ri sáu hạng A 58.000 đồng một ký từ 1,8 đến 5 ký, ri sáu hạng B 50.000 đồng một ký từ 1,6 đến 5,5 ký, mon thông hạng A 90.000 đồng một ký từ 2 ký đến 5,5 ký và mon thông hạng B 75.000 đồng một ký từ 1,8 đến 6 ký. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng Hôm Nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.